cơm trưa rồi. À, Mai ơi, em có xuống dưới mua hộ chị hộp cơm nha. Cơm gà đi, nhớ là đùi gà nha, phải to thiệt to. Dạ, được rồi, để em đi mua ạ. Còn chị nữa em, chị một bịch phở đi nha. Nhớ là bỏ thiệt là nhiều thịt bò nè, ít cộng bún lại. Với lại mua cho chị thêm trà sữa matcha nha. Dạ rồi, mấy chị có đưa tiền luôn không ạ? À, thôi, bây giờ tiền chị để ở ngoài kia rồi, không có đem vô. Em mua đi rồi chị gửi lại sau. À, chị cũng vậy luôn nha. Sáng nay đi làm á, chị quên mang tiền mất rồi. Dạ, vậy để em đi mua. Cuối cùng thì dự án này của chúng ta cũng đã kết thúc. Và người có phần thưởng cao nhất đó chính là Mai nha. Mai ơi, em thật sự rất là thông minh và tài giỏi đó. Em đã đem lại nhiều lợi ích cho công ty. Chúng ta hãy dành cho Mai một tràng pháo tay nào. Dạ, em cảm ơn sếp, cảm ơn mọi người đã tin tưởng em. Em hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ạ. Wow, lần này á Mai phải khao cho cả phòng của tụi mình một bữa thật là hoành tráng nha. Dạ, được. Rồi, hôm nay Mai định khao cái gì đây? Thôi, mình đi ăn nhà hàng đắt tiền đi. Đúng rồi, mình đi ăn món Nhật đi. Lâu lắm rồi tụi mình không được đi ăn món Nhật á. Không biết là nay chắc là ngon dữ lắm đây. Thôi, được rồi, vừa thôi. Còn để tiền cho Mai nó sinh hoạt nữa. Chúng ta đi ăn món nào nhẹ nhàng thôi. Sếp đúng là thiên vị mà. Trời ơi, Mai là được thưởng hoài luôn đó. Thôi, nhưng mà em cũng phải biết là hoàn cảnh nhà Mai rất là khó khăn. Mai còn phải tốn rất là nhiều chi phí cho gia đình nữa. Vâng, em biết rồi. Thiệt là đáng ghét, lúc nào cũng khen thưởng cho nó, đã vậy còn thiên vị nữa. Thôi, mọi người đi ăn cơm trưa đi, tới giờ nghỉ trưa rồi đó. À, Mai ơi, bà xuống dưới mua giùm tôi hộp cơm lòng xào dưa nha. À, ít dưa, nhiều lòng. Cảm ơn bà trước nha. Ờ, được rồi, để tôi mua. Còn chị hả? Cũng như cũ nha em, một ly trà sữa matcha. Nhưng mà hôm nay chị sẽ không ăn phở nữa. Và chị sẽ đổi món, mua cho chị một hộp sushi cá hồi đi nhé. Dạ được rồi, còn chị My, chị ăn gì ạ? Chị hả? Chị dễ lắm. Em mua cho chị một cái pizza là được rồi. Một cái pizza hải sản đặc biệt nha. Dạ được. Rồi có mấy chị có ai đưa tiền trước không ạ? Không đâu, em cứ đi mua đi. Rồi tụi chị sẽ gửi lại sau. Dạ được ạ. Mấy chị ơi, đồ ăn em cũng đã mua rồi. Mấy chị cho em xin lại tiền ạ. Sao em? Dạ, bữa giờ thì em cũng đã mua đồ ăn trong thế này cho mấy chị tới mấy lần rồi. Nhưng mà mấy chị đều chưa gửi tiền lại cho em đó. Em cần ạ. Trời đất, chị em đồng nghiệp với nhau, giờ mua có tí cơm mà cũng tính toán keo kiệt. Chẳng phải tháng này á tiền thưởng em nhiều thế kia sao? Đúng rồi đó, chị My thấy đúng đó em ơi. Tụi chị coi em như chị em trong nhà, đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau. Từ từ rồi tụi chị gửi tiền luôn một lần, chứ lắc nhắc. Dạ, nhưng mà em thật sự là hết tiền rồi ạ. Bữa giờ cũng đã mấy lần rồi, mà một lần đâu phải là ít tiền đâu. Úi giời, con nhỏ này, nó thưởng càng nhiều thì nó càng keo kiệt. Nãy mấy chị có một mấy bữa ăn cơm. Ôi mà đã chứ gì, chỉ là nhờ đi mua giùm thôi mà. Thôi, tới giờ làm việc rồi, em đi làm việc đi. Dạ. Mai ơi, đồ ăn của anh em mua chưa? Dạ em mua rồi ạ. Vậy em cho anh số tài khoản để anh chuyển khoản qua cho em nha. Dạ thôi, khỏi ạ. Sao vậy? Mua giùm á thì anh phải trả lại chứ. Dù gì á thì em cũng đã mua giùm cho mọi người ở trong công ty, mà có bao giờ có ai chuyển khoản cho em đâu ạ. Em cũng quen rồi. Thôi không cần đâu sếp, em đi làm tiếp đây. Ơ, là sao cơ chứ, em nói rõ coi. Dạ thì mấy chị đồng nghiệp nhờ em đi mua cơm giùm, mà trong tháng này biết bao nhiêu lần rồi mà mấy chị vẫn chưa có đưa tiền lại cho em. Thôi em đi làm việc tiếp đây ạ. À được rồi, em đi làm việc tiếp đi. Cái phòng này riết rồi á. Không được rồi, mình phải giải quyết vụ này sao. Chứ còn bé Mai á, nó đã khó khăn lắm rồi. Mà lần đi mua cơm á thì hả không ai gửi tiền cho nó. Mình cũng thấy, nhưng mà mình nghĩ là mua giùm rồi hả mấy người đó trả tiền lại sao. Nhưng mà không ngờ hôm nay mình mới biết được là mấy lần rồi vẫn không đưa tiền. Thiệt tình luôn á. Hôm nay anh có một tin vui báo cho cả phòng mình biết đây. Yeah, là tin gì vậy hả anh? Tăng lương hả? Chắc là tăng lương rồi. Không, cũng là tăng đó, nhưng mà không phải tăng lương. Anh sẽ từ nay anh sẽ tăng thêm 500.000 cộng vào tiền ăn trưa cho cả phòng mình nha. Yeah, vậy là từ nay mình lại có thêm một phần tiền rồi, cũng đỡ ha. Trời ơi, tụi em cảm ơn sếp nhiều lắm luôn á. À, nhưng mà cái tiền ăn phần của khách tụi em á, anh đã chuyển vào tài khoản cho Mai hết rồi nha. Em đã nhận được chưa vậy Mai? Dạ, em vẫn chưa coi điện thoại ạ. Ủa, sao lại chuyển vào tài khoản của Mai? Tiền ăn thì mỗi người nào cũng có phần mà. Thì chẳng phải tháng này á
tụi em đều nhờ Mai đi đặt cơm trưa giùm hết sao? Thôi thì anh chuyển thẳng vào tài khoản của Mai vậy, coi như là tụi em trả cho Mai cái phần mà cơm trưa mỗi lần mà Mai đặt cho em. Còn đòi gì nữa? Như vậy có đúng không nè? Dạ, em cảm ơn sếp ạ. Thiệt tình luôn đó. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì mà nhưng nhị hả? Lần này á, tôi nói cho mấy anh mấy chị biết nha. Tại sao vậy? Mai á, đã rất là khó khăn rồi. Hoàn cảnh gia đình cô ấy, các em á, cũng biết rồi mà có đúng không? Thay vì á, làm những việc như vậy, thì các em á, nên đối xử tốt với Mai hơn, hiểu cho Mai hơn. Còn đằng này á, đã biết người ta khó khăn rồi, mà các em á, lại hả, lợi dụng Mai như thế. Nhờ người ta mua giùm, người ta đã không lấy tiền công rồi, mà đằng này các em còn không trả tiền một lần, rồi hai lần, ba lần. Rồi thử như đặt trường hợp em mới mua giùm cho người ta không trả tiền em thì sao? Một lần có thể bỏ qua, nhưng lần này là nhiều lần. Dạ, tụi em biết rồi ạ. Lần sau tụi em sẽ không như vậy nữa đâu. Tại vì tụi em tính trả một lần luôn, thì tới lãnh lương tụi em trả luôn mà, có ăn quệt đâu. Vậy á, thôi thì từ nay cứ để cái phần 500.000 cộng thêm vào tiền ăn của các em, anh sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của Mai, như vậy có được không? Dạ, dạ được. Bây giờ các em, một là muốn Mai mua giùm cho các em, hay là các em tự đi mua đây? Dạ thôi, từ nay để tụi em đi mua đi, không cần phải Mai mua giùm nữa đâu. Tháng sau anh chuyển khoản vô tài khoản của em nha. Đúng rồi, tháng này coi như là Mai đặt giùm, em trả tiền lại cho Mai, nhưng mà tháng sau á anh chuyển vô tài khoản của em là được rồi. Trời ơi, cảm ơn sếp nha. Vậy là từ nay em không cần phải gian nắng để đi mua khắp nơi như vậy, mỗi người ăn một món khác chỗ, em đi mỏi chân mà còn nắng nôi nữa. Không có gì đâu, các em á không được nhờ vả Mai mua đồ ăn nữa, mà có nhờ thì phải trả tiền sòng phẳng biết chưa. Thôi bây giờ cả phòng chúng ta tới giờ nghỉ rồi. Dạ. Cảm ơn mọi người đã trả tiền cơm lại cho em ạ. Ta-da, và thế là câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc rồi. Đúng là một ông sếp lý tưởng. Và bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau nhé.